Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì mấy anh em mình đi cái núi khu vực này. Đó, đây cái phong cảnh hiện tại mấy anh em đang được xem ở dưới kia cái này. Bên dưới kia là đường cái. Cảnh đây quay xuống rất là đẹp cả nhà. Mười là mười đâu? À mười kia. Cảnh sáng hôm nay đẹp rồi. Xưa là đây là cái đường này. Sau này họ mở thêm cái đường mới nữa cho nên cái đường này dùng bỏ đi này. Chút lâu quá rồi thì mới đi lại cái núi đây, không biết chuyến đi hôm nay má anh em mình có cái cò gì nha. Dưới cái cầu công trình họ đang làm công ty gì ở đây, nó mở nó làm cái đó nó khóa nó không cho vô luôn ta, rào sét luôn à, công ty gì thấy toàn người mấy người nước ngoài không. Sàn lắp hết cái chỗ đó gừ lắm bưng bốp không. Ừ, lên gặp cái gì bứng cái đó chứ bây giờ biết cái gì. Trước thấy bố bự người và bá còn không biết. Chứ còn á. À có lắm chứ mấy người đang đi đây xa này. Bước hai chậu nó cũng hơi đi bút. Đây sáng này anh em mình đi ra. Sáng mới sáng lên nó còn khá là mát nha, chưa nắng. Đá ra mà rồi. Chào cả nhà nhé. Ở dưới cái khu đó là công ty họ làm hết. Đang rào cái hàng rào sắt không cho vô luôn. Dân địa phương chắc cũng không vô được. Kìa biển á, sáng nay biển im ru. Rùa biển hôm nay không có sóng luôn trời. Rùa ngon, biển này thả cá y bài luôn á. Thôi giờ mình cũng đi thôi. Mày đang biết cái gì đâu? Cầm thể. Đi đầm chứ. Nào, coi coi cầm thể bé tẹo không mà sáng giờ ba bốn anh em chung là ngắm này nha, vào cả nhà xem nó luôn. Đó. Đấy, nhìn cá đẹp quá ông nào chung qua ngắm. Không, đẹp ghê. Cầm thể nè. Khó sống quá, trồng nó sống rất là đẹp, tàn tự nhiên ra trái thiệt hay luôn. Băng qua đường ở đây này không? Gì ngoài đó chứ ngoài nào nữa băng? Đi đây. Đó, có đường đi đâu mà đi? Đó, xuống đường xuống biển á. À, cho quý anh em xem mấy cái sơn trà nằm trong hang đá này, chẹt đá này đẹp cương, đó, phân tàn nó đẹp. Có cái gì không? Kinh không? Ngoài dù sao đóng trên đá này hay dữ không? Có một cái gì không? Đó cầm thị hạng ra trái lát đá coi. Chục trái này. Được không? Cái gì vậy? Được. À, ba thị. Chưa, cầm thị. Đây bèo đất đây. Nên chứ, đủ mà. Ba chị ra chốt cùng con thăm đục mấy cái sân trà đẹp ghê luôn. Đưa sân trà đi rồi nè, nằm lên đá nữa nè, bị lúa chết. Đây, bị lúa mưa đi trường quá, mới đi căng thẳng ông ơi. Đi ở trên đây phải đi ngồi đó đâu. Đây giờ mấy anh em hái sim này, hái sim này, sim bên đây nó mưa nó ngọt, mưa ngọt quá. Anh sim tại rừng này xanh sạch này, ăn bữa trái ăn bữa khác nữa. Em qua tao mẻ cà
Khá này ăn chim đực luôn cả nhà. Quá trời luôn. Nói bị hay. Hả? Phải ăn no mất rồi, ăn nặng bụng làm sao đi đi coi nó trời. Ngọt. Ngọt quá. Con nhận chim mưa ngọt chưa anh Mười anh? Trời. Rồi chiến chưa? Mới 10 hôm nữa úp lạnh đó. Nè. Cái nhỏ. Mưa. Mưa lạnh anh ha. Mát hay ngọt ha. Từ nắng xuống anh em được. Anh nhìn hai chút chưa được tí. Hai chút được tí á. Rồi à, tỏi trước có chín chưa? Anh không kịp ăn mà. Lần đào cày có chứ hai gì. Thấy cái gì ngầm rượu anh? Bị chắc gì. À, trái quá hai chừng trái. Chục cây quá chừng rồi chín. Hái một cây. Hả? Đâu? Ngọt nữa. Rồi rồi, xin cho. Quá chừng luôn. Ăn được à? Chục rồi cơ à. Anh em tiếp tục hành trình thôi coi nha. Ăn chim nhiều quá nó nặng ruột. Ăn nửa ký rồi. Chị. Đó, vừa ghép. Ủa nặng đó. Nặng tới đây. Sao tách vậy, tách xác vậy? Ờ, tách. Tách. Lúa. Lối luôn á. Còn lối không nè. Sách về là mấy ngựa nè. Cái đấy làm điểm. Thạch chưa sách về nè. Còn không sách cứ bữa nay dụng chút, bữa sau dụng chút. Nghĩ chưa? Chưa. Dụng tháng con tao xe bóc giờ luôn chơi xa quá. Điện con tao gặp cái gì bữa xe lên còn. Vừa xe còn. Gần tới xe bữa sau không còn. Trời ơi, chim quá trời trời luôn. Mấy anh em đang chung vô trong cái rừng lục này kìa. Mà nó có cái coi gì hả? Coi gì nó ra trái trong này luôn đẹp ta. Đó, lá của nó gơ nó cũng đẹp luôn này. Không biết cái gì. Đù cái lá giống như lá nhựa quá. Chúng cây là kia coi gì người ta bán trên mạng cái coi gì cây thần kỳ cái gì. Cái gì thầy thấy người ta trái chùm đỏ là thầy. Hả? Sâm Ngọc Linh. Không phải coi gì á. Coi gì nó ra trái đỏ nè, giống gừa làm chùm này. Rồi nó mọc cả đám luôn. Phải. Có cái sâm khác là cái coi nó cho cây chuyển á, cây gì á. Nhớ đâu, coi ở đúng rồi, bán về công viên á. Ủa, còn không cần đi. Không thấy cây mẹ đâu, sao mọc cây con nhiều dưới ta. Đám luôn. Trục lại toàn nhà những cây cổ thụ đẹp luôn. Đó, là những cây hỏi vít rừng này, đẹp gươm. Đó. Ôi trời. Nhìn ở ngoài thực tế ở ngoài nó sẽ đẹp hơn cho hình rất là nhiều nha. Mọc ở chỗ tự nhiên mà rất là đẹp luôn. Chuột nó già không biết bao nhiêu năm cầm mọc đẹp. Ờ chắc quýt mà quýt rừng mà cũng còn quýt là ông nằm ở trên đá với vô cái tàn đẹp cho thạch trời ơi quê vô đó nhà tháo cái tàn của nó đánh điều tàn luôn quê vô đẹp chục là mà cái hải châu rồi thôi chứ. Tôi nói thiệt. Cái châu đó thì đâu đừng nói tới cái gì luôn à. Vô mưa tướng. Đẹp gưa thật. Tàn đều quá. Hả? Tàn đều. À. Rồi đây cây hai châu chắc phát hết cái đường này xuống thời gian. 4-5 ngày cũng phải khiêng xuống luôn á. Chùa đẹp sao mà đẹp. Không cắt luôn mà tàn ở dù đẹp. Quay lại nhé, sướng gưa luôn. Chúng nằm trên đá mà ác chứ. Đây các chị cho bột xài cũng quá đá luôn, cần gì. Quýt rừng ra bông này cả nha. Bông nó cũng ra hành gì dòi như con sâu á. Chuột đẹp.
Đây là phong cảnh trên này rất là đẹp luôn. Sáng giờ chung từ cái rừng về này. Đây mình chung từ đâu ha? Đó, cái nhà thấy trước mặt cái đồi u bình bên trong đó. Nó bên đó là cái đường ngoài đó. Nó có cái trụ quạt sống đó. Đó, thiệt xa nha. Người quay mình không biết bắt có không. Thôi em chung bộ đây. Đây đây. Trống rồi. Chung hết cái rừng già. Vậy lên đây mình quay cảnh lại cho cả nhà xem luôn. Ua, này quá mát thật luôn. Thấy giờ trong rừng nó bị phức á. Đó, nhà dân á, biển á. Chua, đá đẹp ghê luôn. Lên đây rậm mất biết cái nào đi giờ từ. Chết. Chua, rừng còn rộng bao la luôn. Đây nha, sáng giờ này anh em mình chung này. Đó, ông Mười thì ông tẻ cái đường kia đâu. Giờ mình quyết định lấy cái rửa bốn này. Đó, phần rửa nó phần nổi lên trên mặt đất này. Nổi này. Đó, giờ mình sẽ lấy viên cái phần nổi này tính tiếp. Nó đổ dài tới ngoài đây luôn. Đó. Đây là phần rửa nổi của nó nha. Đây là cái phần gốc của nó. Đây này, cái căn này. Cái căn đây, đây khúc đây. Chỗ nó đẹp á. Ghép vô rất là đẹp này, mi bông xài rất là hay á. Anh em đang lục quay cái thớ coi là sao nha. Đó. Tôi cắt bàn hàng đời, còn cắt khúc hàng đời. Đem ra lấy cái rửa này, nó có cái chân 2 này. Là cái đời nó có được cái chân 3 luôn. Hay nè. Cái rửa nó có rửa con này, là nó dễ sống nha. Sáng anh em chung gặp ông bò vẽ lo chị mất sắc luôn. Đó, cây gai cũng gai rồi. Anh em giờ đầu rác đồ người. Chết chết chết. Đây rồi. Phần rửa nó bây giờ mấy em đang tiết đậu đào này. Bành hết rồi. Giờ bây giờ cắt bớt cái phần rửa nào mà nó khuất á, khuất lên mình chén hết đi, chén hết. À, từ, đừng cắt cho, cắt sát luôn. Trong đó, cắt ở trong đó ra rồi mình biết như thế nào rồi mình phá nó vô, phá lên lưỡi lưới nó đẹp rồi lúc đó làm sao ráp được? Cắt cho 502 dán vô à? Cắt cái đó là kéo lên như cái còn cái rửa nào mình chấn cái rửa đó nữa. Từ bạn, chấn cái đào cục đá lên này, nó khỏi bị dục cái cưa. Bây giờ mình cầm máy quay á, cái đá to lên. Đây cái bốn gai đây là nó mới có cái phần rửa nó nổ lên nha, còn mấy kia hiếm lắm, mấy kia giờ đào hết rồi mà. Đó, người ta lấy coi mà cho lấy rửa vào vậy à. Chụp mới sáng rồi mình mới ra dơ. Nước mưa, này có mưa. Đây cả nhà, mình thấy giờ này mình nghĩ là đơn giản dữ lắm nha. Ồ, hai thằng chạy gì mà sực sư luôn. Nó không phải là nó cái rửa nó chài như thế này mình thấy hiện tại không đâu. Làm rất là nhiều cái rửa hốc hách ở dưới này. Nhiều lắm. Ồ, hai thằng chạy nãy giờ khá lâu luôn á, chưa ăn thua, vẫn còn đang cạnh kia. Thôi à, không, chạy khá lâu, tiếp tục thôi. Đây coi nha, hai thằng kẹ lên này, chắc anh em tháo ra chưa không cách nào tháo ra người rửa giờ ghép cho thôi. Chứ không có lá viên cây dình vậy nha. Thấy đẹp vậy chứ không sao trồng loài rỡ trên hết. Có nghĩa là tháo. Không, rỡ khủng bố. Nếu giác là giác một cái rỡ là ơ xương rồi này.
trồng sao được là trồng. Thôi, cắt đi, cắt làm hai ra. Đây, anh em đem ra nè cả nhà. Đó, điện. Đó, rửa đó. Rồi, anh em tiếp tục lùng còn cái nào đâu nha. Đây là cái rửa mà nãy mình bỏ khúc trên rồi à. Đây cả nhà, thì mình cũng vừa phát hiện được một cây bốn gai này. Đó, rất là đẹp nha. Nó lùng được rồi, hai thằng. Nó ôm như gần sát với nhau. Lên có một chút xíu thôi, tay tạc nó rất là đẹp luôn. Đó. Nó lượng thiệt hay á. Nói chung là nó nhìn cái coi nó cổ cơ, dần già của nó cả nhà thấy không? Phải già. Tàn nó thì trên đây. Gai của nó đây. Mình cũng dọn bớt gai này không? Gai nhiều mà gai lông nhím nha cả nhà. Đó. Thấy khiếp không? Cái này chắc một giác nặng luôn. Đẹp. Đang mà được cây hải châu thì cũng biết bao nhiêu. Wow. Nhớ cây hải châu đúng đẹp luôn cả nhà. Chim ngưỡng nó rằng trước khi mình sẽ khai thác nó lên. Tí nữa mình dọn ra ngoài hết rồi, mình ra ngoài mình sẽ quay lại tiếp. Ồ, khá đẹp luôn, nhìn thấy cái dàn tàn hay xương nó cũng đã lắm. Trên này cách giờ mình ghép thôi. Đây, coi mình với bạn khiêng ra. Đó, đó cả nhà không? Đem ra ngoài. Chút. Nói chung thì ở ngoài chắc đẹp hơn trong hình ạ. Hai thân. Cái này hình đỡ đi bài luôn. Đây, còn anh nữa đây. Cố lên. Đào đến đi. Đây ông đang đào cây lá trung, mình là cây bốm. Bốm, ông là cây lá trung. Chút trên mất rồi. Đào nghe cái coi nó nhịp vào phía rồi á. Còn cái chuột nữa mọi người. Bứt luôn cỡ. Đúng hả? Tét rồi, tét rồi, tét rồi. Ôi giời. Đào cây cái gì? Bốm. Đồ hôm nay lá cờ quá đẹp luôn. Cái đó nãy chén xíu nữa được rồi, giật tét rửa mất uống dữ không? Để bỏ chứ. Coi trúng. Chén này rồi đó, ngay nào. Còn cái con này rửa nữa, chén uống. Đó, đang đào. Rồi, lên xách ra luôn. Còn nữa ta. Mấy cái rửa con anh nó giỏi mà nó nhiều lắm nha. Cứ ngắt. Đó, rừng rậm này. Chùa, xách ra ngoài luôn. Hôm nay má em đào toàn là cây đẹp không. Từ 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 im. Thấy ông rửa mạnh sợ trúng mắt không dám nhào vô rửa luôn mà. Ôi dồ. Bay thiệt hay luôn á. Rồi, tét rửa không? Do anh trắng chưa đó. Giật cái tét chứ sao? Trắng của đây mà trong đây nó khác mà. À, rất khác nữa. Má nó cái trắng của đây mà sao để này nó tét. Anh gì cái rửa anh chưa trắng kìa mà anh giật nó tét chứ. Lại xuống trắng ráng trắng thêm cái nữa, phải được loại thêm cái cây rửa nó rồi. Quỷ cây đây. Về giục về mưa nó cũng sống. Rồi trúng chân kìa, cưa trúng chân kìa. Cưa cây dài bị cưa chân. Ai biết. Đây mình quay cho các nhà xem nha. Ngoài trời đang mưa này. Đó, mưa. Lá cây hải châu lá trung này. Trái cục cục luôn nha. Lá đây. Trái đã chùm chùm luôn. Đó. Coi nằm trong bụi đây. Giờ nó đang có bông rồi. Chua của cái đổ ra đây cái chưa đã
dòng biển là mới coi biển cá đẹp lắm, nó biển sâu sâu bên mình đây. Đó, mình làm coi đây nữa rồi mình đục mưa xong ra mình làm coi đây nữa. Mình về. Tạt nó tàu dinh này. Sao hôm nay trời mưa đột ngột vậy trời? Ướt hết mình à. Ồ, mưa tầm tã luôn, má em ướt tầm tã luôn cả nha. Lâu đi gần cũng gặp bị chứ mưa. Đó, mưa ra nên máy hơi nhẹ quá. Vuốt kính. Đây, coi đây. Nãy giờ đục mưa ướt hết rồi. Có đục cũng ướt, không đục cũng ướt nha. Dẫu sao cũng chết này. Đó. Ui, nằm trong đây. Mấy chùm cái đã gơ. Đã. Ướt mà dầm mình luôn, dầm mình lái luôn. Giờ ướt à, lái về chứ giờ sao nữa. Đây cả nhà, mà sau thời gian mấy anh em đục lá này, ướt mình dầm mình luôn đó. Bơi lên này, đẹp không? Một phần lá trung nha, đã lá trung á. Chứ lá này trái đẹp. Ở dòng biển này. Coi em xem mấy trái nãy quay rồi. Giờ vẫn còn để ra mấy chục trái nó khá đẹp này. Trái này mê rồi. Mê. To không thu kiếm gì ra đâu. Ừ, trái này to mà. Bông bự bự không? Đang ra bông nữa. Chùa, hả? Giờ quay sơ sơ anh em ngắm miếng. Tại ghim luôn, khó kiếm nha. Đó. Cái này mình dọn xí nó là mới đẹp. Chùa cái cũ chưa? Uầy chùa. Hàng sót. Hàng gai dữ. Lá hàng to như con tay cái mình này nha nha. Bạn đòn xóa chút đó. Bông hỏi tay. Ngồi chào á. Chục. Chai. Đã. Chai nghi ngút luôn. Đó, đứng ghê chạy nghi luôn. Ước mình hết rồi. À, chuyến đi rừng của má anh em mình ngày hôm nay xin kết thúc tại đây luôn cả nhà. Thì bây giờ cũng hơi muộn, mưa anh em ướt mình hết. Mưa. À. Bạn vẫn còn đào lên cái nhỏ đó nữa là vừa luôn. Rồi chúc gia đình mình xem video vui vẻ nha, hẹn video tiếp theo.